Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trở lại với kênh vlog của mình, mình là Phú đây Thì hôm nay là ngày đầu năm mới, lời đầu tiên Phú xin được chúc tất cả các bạn cùng toàn thể gia đình một năm mới được nhiều sức khỏe, may mắn và mọi sự như ý. Thì hôm nay tiếp tục đến hẹn lại lên, mình xin được làm cái video này để trả lời câu hỏi của các bạn. Ha, những câu hỏi mà các bạn comment phía dưới những cái video của mình đó. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái list câu hỏi lên để mình trả lời câu hỏi cho các bạn nhé. À, đây, đầu tiên là bạn có nickname là chị Dậu. Bạn nói là chúc mừng năm mới bạn nhé. À, thì rất là cảm ơn bạn chị Dậu ha. À, bạn đã gửi lời chúc uh, mừng năm mới đến mình thì mình cũng uh, chúc uh, cho chị là năm mới được nhiều sức khỏe và được mọi sự như ý ha. rồi bạn uh, thanh nhật hay thanh nhất thì bạn nói là vãi cả phút 13 uh, phút 39 bạn đang xem cái video mà hướng dẫn uh, tạo cái card physics uh, có cái mã qr code bằng photoshop của mình thì uh, mình đã xem cái video này rồi mình đã xem cái phút 13 phút 39 rồi thì nó chẳng có gì là vãi hết cả bạn ạ à. à, không biết là bạn nói bạn vãi mình là vãi cái gì nữa không biết nữa mình uh, xem á thì ở cái phút mà 13 phút 39 đây này nó chỉ là giống như cái hình đây là của mình nè đó nó hiển thị cái thông tin được của mình lên thôi thì không biết là bạn vãi mình cái gì nữa đó rồi thôi mình bỏ qua đi ha nay ngày đầu năm mà ngày vui mà mình đừng có nói mấy cái không mình vớ vẩn như này nó nó mất vui rồi tiếp theo là bạn uh, Trần Quyền và nói là anh ơi em sợ người ta không nhận em quá em rất sợ em chỉ thích học máy tính thôi mà em nghỉ học rồi vậy người ta có nhận em không anh? Bạn Cường trả lời hộ là Trần Quyền học nghề thì chỉ cần bỏ tiền ra thôi thì đúng rồi bạn Cường bạn nói rất là đúng học nghề chúng ta chỉ cần bỏ tiền ra thôi chứ đâu có gì đâu mà bạn uh, Trần Quyền bạn phải sợ Nếu không nhận thì mình đi chỗ khác mình học đâu có gì đâu mà phải sợ giờ mình đi học uh, mình cứ đến mình hỏi người ta. À, hết bao nhiêu tiền học phí thì mình đóng tiền rồi nhận thì mình học thôi mình đâu có xin sỏi người ta đâu đúng không nào mình học rồi mình bỏ tiền ra mình học mình trả có xin sỏi người ta hết cho nên không gì phải sợ bạn cứ yên tâm và cứ tự tin lên nào ha cứ theo đúng cái ước mơ của mình mà làm thôi Chứ không có phải sợ sẽ gì hết rồi tiếp theo là bạn Thiên Kim bạn nói là chúc anh nhiều sức khỏe ờ, oh, cảm ơn bạn Thiên Kim rất là nhiều ha mình cũng chúc bạn có nhiều sức khỏe và mọi sự may mắn trong năm mới nha rồi bạn LTFA, bạn nói là chúc phú, chúc chú phú năm mới vui vẻ. Mong chú sẽ có nhiều video ý nghĩa hơn nha. Mình cũng cảm ơn bạn LTFA nhiều ha và cũng chúc cho bạn năm mới được nhiều sức khỏe và được mọi sự như ý nha. Mình sẽ cố gắng mình làm những cái video mới có nhiều cái nội dung hay hơn để chia sẻ cho các bạn và hy vọng rằng trong thời gian tới, trong năm 2018 này, các bạn sẽ vẫn luôn luôn đồng hành với mình, hỗ trợ mình ha, để giúp cho mình ngày càng phát triển hơn. Và à, có nhiều người biết đến cái kênh này hơn để à, mọi người có thể là khắc phục được lỗi máy tính của mọi người ha. Rồi, tiếp theo, mình đến với những câu hỏi tiếp theo này. À, bạn à, PXT Vlog, bạn nói là em lau chân RAM bằng cồn nè, chúc anh năm mới vui vẻ nha. <laughs> bạn LTFA trả lời dùng mình là mình cũng vậy giờ mới biết là không nên dùng thì à, đúng rồi đó bạn à, cái video này của mình đó là mình à, chia sẻ về cái dụng cụ vệ sinh máy tính đó thì thực chất ra à, mình trong video mình cũng đã nói rất là rõ rồi à, cái cồn đó thì cũng chưa ai chứng minh được là có được dùng hay không nhưng mà thực chất ra mình đã làm rất là lâu rồi mà cũng chưa thấy ai dùng cồn để vệ sinh cả mà cái cồn đó nó thực chất là nó à, nó vô khi mà nó vô cái bo mặt điện tử nó có cái độ ẩm mà nó không có thoát nó không có thoát hơi nước nhanh bằng những cái dung dịch vệ sinh mà mình đã đưa ra trong video và nó không có cái tính năng là chống dẫn điện cho nên rất là nguy hiểm bạn nhé. Thì các bạn lưu ý vấn đề này và cuối cùng cũng xin chúc bạn PXT Vlog một năm mới được nhiều sức khỏe và mọi sự như ý nhé. Rồi bạn siêu xe, bạn nói là like đầu, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì uh, mình cũng xin được cảm ơn tất cả những bạn luôn luôn đồng hành với mình, những bạn mà uh, luôn luôn vào xem video đầu tiên, cũng như là uh, like, comment video đầu cho mình. Bởi vì uh, tất cả những cái uh, hành động đó của các bạn, các bạn like cho mình, các bạn comment đầu cho mình, các bạn xem đầu cho mình, khi mà mình vừa up video lên là các bạn vào, các bạn like liền. Khi mà mình vừa mới up video lên thì các bạn vào các bạn like liền các bạn comment lên rồi các bạn chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem và các bạn ủng hộ cho mình thì tất cả những cái việc làm đó của các bạn các bạn đã làm cho mình có một cái động lực rất là lớn và mình cảm thấy trong con người của mình là mình luôn tự nhủ là mình phải cố gắng lên mình cố gắng lên mình phải làm thật là nhiều cái video khác hay hơn nữa, để mình chia sẻ cho các bạn và giúp đỡ cho các bạn Bởi vì các bạn đã ủng hộ mình quá nhiệt tình Thì mình hy vọng rằng trong thời gian tới Năm 2018 này Các bạn vẫn ủng hộ cho mình như vậy Các bạn à, Tiếp tục ủng hộ mình à, Giúp đỡ mình cho cái kênh của mình phát triển lên Và cái nguyện vọng của mình Là mình chỉ mong muốn là tất cả mọi người Đều biết đến cái kênh này Để mọi người có thể tự khắc phục được lỗi máy tính của mình Vậy thôi Rồi, à, xin cảm ơn bạn siêu xe rất là nhiều nha rồi bạn uh, Sơn Nguyễn Duy, bạn nói là bạn này làm video rất chất lượng, không như mấy ông thợ khác làm video để quảng cáo sản phẩm, quảng cáo cửa hàng, vân vân. Rồi lại một lời uh, nhận xét rất là chân thành của một uh, bạn Sơn Nguyễn Duy, thì uh, đầu tiên cũng cảm ơn bạn rất là nhiều vì bạn đã uh, đưa ra cái lời nhận xét uh, rất là um, uh, hay dùng cho mình. Thì uh, Ừ, thực chất ra mình cũng à, không, không có dám là múa rượu có bắt thợ à, múa rượu có bắt thợ ha thì à, mình chỉ à, làm những cái à, gì mà mình biết mình cảm thấy à, có ích cho mọi người và mình sẽ làm để mình chia sẻ thôi chứ mình cũng không có cái à, gì mà gọi là gây gớm lắm đâu thì rất là cảm ơn bạn về cái lời nhận xét của bạn dành cho mình ha rồi bạn à, bắp ngô bạn nói là anh chị dùng em với em mấy em cũng bị vậy mà em tìm không thấy một số nút như hướng dẫn ạ, à. À, thì không biết là bạn đang nói là không tìm thấy uh, nút nào thì mình cũng không biết nữa, thì bạn làm ơn, bạn uh, comment lại dùng cho mình là cái um, cái lỗi như thế nào nhé, chi tiết, cũng như là nếu có thể được bạn chụp hình bạn gửi lại cho mình nhá. rồi bạn Huyền Linh, bạn nói video đã giúp ích cho mình, cảm ơn nhiều lắm ạ. À. rồi thì uh, ok nha, bạn Huyền Linh nha mình bạn làm như vậy bạn nếu mà bạn đã làm được thì mình rất là vui vô cùng ha mình rất là vui vì bạn đã làm thành công ha và video mình làm lên mình chia sẻ cho các bạn các bạn xem video và các bạn làm theo các bạn đã làm thành công là mình đã vui lắm rồi rồi bạn đạt video game bạn nói là anh phú ơi sao mấy em lên win 10 rồi chơi game fifa nó lạc nó lag lắm nó lạc làm lag lắm còn win 7 thì không nếu mà như vậy thì bạn cho mình xem cái cấu hình máy tính của bạn nhé. Và theo như lời bạn nói thì mình nghĩ rằng chắc là cái máy của bạn nó không có hỗ trợ Windows 10, cho nên khi bạn lên Windows 10 nó rất là lag nhé. Rồi bạn Huy Bảo bạn nói là lỗi Windows Boot Manager, khắc phục thế nào vậy anh? À, lỗi Windows Boot Manager thì bạn cứ xem theo cái video của mình nha. Cái video mình có chia sẻ về cái lỗi Windows Boot Manager đó, bạn cứ làm theo cái video đó là quần là được thì bạn vào đây này bạn vào cái kênh YouTube của mình bạn vào cái chỗ một cái mắt kính này sợ đây này Đấy, bạn sợ là Windows Windows Boot Manager đi đó lỗi Windows này Windows Boot Manager đâu rồi đây Windows Boot Manager này các bạn nhé đây bạn xem cái video này của mình để bạn biết cách khắc phục bạn nhé rồi tiếp theo là câu hỏi của bạn giải trí công nghệ bạn nói là anh giúp em nha máy tính của em Acer không biết sau khi bật F1 lên thì nó hiện boot select à, anh cũng có một video ở đấy nhưng em không làm được mong anh trả lời sớm à, thì đối với cái bệnh này á cái bệnh select boot này á thì chỉ còn cách là bạn phải mở mở máy ra nhé bạn phải mở máy ra và bạn À, kiểm tra lại cái ổ cứng cho mình xem à, ổ cứng nó bị lỗi hay không bằng cách là bạn rút cái ổ cứng ra rồi bạn cắm vào lại rồi bạn kiểm tra xem nó nhận hay không nếu vẫn không được thì à, bạn à, chắc phải mang ra ngoài tiệm bạn nhờ kỹ thuật ta kiểm tra dùng bởi vì tới cái bước này nó vô sâu trong quá rồi mình cũng không dám à, chỉ cho bạn nữa nha rồi bạn Nhật Nguyễn bạn nói là nhắc tới chuyện vệ sinh máy tính một lần vệ sinh máy tính em toàn là phải đeo bao tay vào Trước lúc vệ sinh rút hết dây điện ra xong Em dí nút nguồn 5 giây cho điện nó xả đi Nếu không xả đi mà đeo bao không đeo bao tay là chắc chắn hư vài thứ hoặc là bị sốc điện Cảm ơn cái chia sẻ của bạn Nhật Nguyễn Bạn Nhật Nguyễn bạn nói rất là đúng Bởi vì trong cái quá trình mà vệ sinh máy tính á, Theo đúng tiêu chuẩn quốc tế á, Thì chúng ta phải có một cái thiết bị Gọi là cái thiết bị là xả tĩnh điện ha, Xả tĩnh điện bởi vì trên người chúng ta lúc nào cũng có điện tích trên người hết mà những cái linh kiện máy tính á nó có những cái à, bóng bán dẫn ở bên trong cái à, chịu được cái điện điện áp á, rất là nhỏ nếu như à, chúng ta cầm vào mà chúng ta không có cái thiết bị xả đến điện trên người xuống đất á thì à, cái điện áp trong người chúng ta nó sẽ làm đứt hết những cái bóng bán dẫn đó và làm hư cái linh kiện chúng ta cho nên à, chúng ta trước khi chúng ta vệ sinh máy tính chúng ta phải có những cái thiết bị đó nhưng mà theo như kinh nghiệm của mình thì à, nó cũng không đến nỗi đâu bạn bởi vì trong cái những cái video mà mình đã làm đó các bạn thấy đó mình chả có cái gì để mà xả tính điện cả mình đều chơi tay không hết và mọi thứ vẫn ok thì nói chung là nếu như chúng ta có đồ nghề chúng ta làm á, thì nó vẫn tốt hơn là không có nhé bạn nhé rồi bạn à, Thái Nguyễn hay Thái Nguyên thì bạn nói là anh ơi em cài cái driver mới xong cài đặt thì nó tự tắt đi xong bật lên nó chạy đến đoạn vào Windows thì tự tắt màn hình còn cây vẫn chạy À, không biết là bạn cài driver gì, không biết cái này chắc mình nghi là driver cạp màn hình đó, có thể là bạn cài cái driver nó chưa có đúng và vào nó bị xung đột, thì uh, cái này chỉ còn cách đó là bạn vào trong shape mode, ha? và trong quá trình shape mode bạn gỡ cái driver ra rồi bạn cài lại nha, thì nó mới vào được, còn không thì nó sẽ không vào được đâu. Bạn phải gỡ cái driver ra rồi bạn khởi động máy lại nó sẽ vào lại trong Windows và bạn cài lại driver, cài cho đúng nha, cài cho đúng cái driver của nó. Còn nếu như bạn không làm được thì bạn bắt buộc phải cài lại Windows thôi. Rồi bạn Ngọc Phước Hoàng, bạn nói là à, anh cho em hỏi lỗi laptop em màn hình xanh. Lỗi laptop màn hình xanh. Thì màn hình xanh thì bạn xem theo cái video mà mình đây này. Bạn đang xem video này thì bạn cứ làm theo đúng video này của mình thì là ok thôi. Rồi bạn kẻ dấu tên, bạn nói là chúc anh cuối năm 2017 vui vẻ. Cảm ơn bạn à, kẻ dấu tên rất là nhiều ha vì cái lời chúc bạn đã gửi cho mình và bạn nói là anh có thể chỉ em một vài cách à, giảm lag được không? thì mình cũng không biết là bạn muốn à, giảm lag trên cái windows nào và mình cũng chưa biết được là cái cấu hình của máy bạn như thế nào thì bạn à, cho mình biết cái thông tin máy tính của bạn cũng như là bạn đang sử dụng cái windows gì thì mình mới hỗ trợ cho bạn được nhé. rồi bạn lại nói là anh cho em xin link download windows 7 được không? thì à, bạn nhật nguyễn trả lời dùng cho mình là à, lên google là có à, rồi bạn lại nói là bạn tải chục link rồi nhưng mà toàn là file bị hư. Thì uh, cái link mà của Windows 7 này á, cái bản Windows 7 này thì lâu quá rồi mình cũng không có xài thì uh, cố gắng mình sẽ kiếm lại cái link khác để mình chia sẻ cho các bạn. Còn uh, nếu bạn không chờ được thì bạn cứ lên Google bạn search rồi nha, tại vì bây giờ người ta chia sẻ cái Windows này khá là nhiều. Cho nên bạn cứ lên bạn download rồi bạn xài. Rồi bạn Sơn Nguyễn Duy, bạn nói là làm cách nào bạn tiếp xúc máy tính nhiều nhưng lại không bị cận thị, bạn chia sẻ bí quyết được không? Thì uh, trả lời câu hỏi của bạn Sơn Nguyễn Duy, uh, thực chất ra mình chả có bí quyết gì hết á. Mình uh, sử dụng máy tính từ hồi khá là sớm, hồi uh, mình học uh, lớp 6, lớp 7 là mình đã sử dụng máy tính rồi. Và mình sử dụng máy tính mình cũng... Uh, không có ngày xưa ngày xưa mà xài máy tính đó là các bạn biết thường thường là trước màn hình đó, nó có một cái kính để nó che nó che cái, cái cái ánh sáng của cái màn hình lại để giúp mắt chúng ta nó không bị hư à, bởi vì chúng ta sử dụng máy tính thì chúng ta hay ngồi sát mắt vào thậm chí mình xài máy tính mình còn hay dí sát cái mắt vào màn hình mình xem nữa nhưng mà chắc mình nghĩ là à, Chúa thương à, Chúa thương mình cho nên là Chúa đã bảo vệ cho mình để mình không bị à, hư mắt và mình cũng chả có cái bí quyết nào để chia sẻ cho các bạn hết. Mình nghĩ cái này chắc cũng hên xui thôi các bạn ạ. Ha, hên xui thôi. Rồi, tiếp theo là à, những câu hỏi cuối cùng. Bạn nói là bạn giải trí công nghệ. À cái lỗi này nãy bạn hỏi rồi. Rồi bạn nào One Piece bạn nói là làm như vậy được hết nhưng không là sao chú? Bạn đang xem cái video hướng dẫn uh, hack reset cái uh, smartphone Android của mình. Bạn nó làm như vậy được hết nhưng không là sao chú? Mình cũng chả hiểu câu hỏi của bạn luôn. Bạn không có nói rõ, bạn cứ hỏi chung chung như này thì rất là khó trả lời. Thì um, các bạn uh, chú ý nhé lần sau nếu như các bạn uh, muốn đặt câu hỏi các bạn chịu khó các bạn nói rõ rõ cái vấn đề chút xíu. Còn nếu các bạn không biết diễn đạt như thế nào, các bạn cứ viết lại y chang cái lỗi của cái máy các bạn thì mình sẽ dễ hình dung hơn và mình uh, dễ hỗ trợ cho các bạn hơn nhé Rồi thì cái video này mình uh, xin được tạm dừng tại đây nha vừa rồi mình đã trả lời xong tất cả những câu hỏi của các bạn rồi và mình sẽ làm những cái video sau để tiếp tục trả lời câu hỏi cho các bạn thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo nha xin chào các bạn rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.